một tiết wow. nghệ thuật đặc sắc của tối nay, quy tụ các tiết mục đặc biệt như Bắt Giới. Xin chào các bạn, Bảo đang có mặt tại một nơi rất là rực rỡ sắc màu. Cụ thể thì Bảo đang có mặt tại lễ hội Tết Nguyên Tiêu năm 2022. Phía sau lưng Bảo là không gian văn hóa ẩm thực Việt Hoa. Ở đây thì vào buổi chiều tối sẽ có rất là nhiều những gian hàng bán những cái món ăn đa dạng và rất là hấp dẫn. Ngay bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng đi vào trong đi. Bảo sẽ cùng các bạn khám phá xem ở đây có những cái món gì ngon và hấp dẫn ra làm sao nha. Đi thôi. Tết Nguyên Tiêu là một lễ hội rất quan trọng và nhộn nhịp đối với cộng đồng người Hoa tại Sài Gòn, bao gồm các hoạt động như diễu hành, trình diễn ca kịch, múa lân sư đồng, đố chữ, thư pháp. Nguyên có thể hiểu là đầu tiên, còn tiêu là đêm. Nguyên Tiêu được hiểu như đêm rằm đầu tiên trong một năm mới. Như lúc đầu bà nói thì đây là một cái hội chợ hay là một cái không gian ẩm thực Việt Hoa, chắc chắn là phải có món Việt và món Hoa rồi đúng không? Và bà đã chọn thưởng thức những cái món Hoa trước. Một cái đây là một cái chỗ bà không rõ là một cái quán hay một cái gì nữa, nhưng mà một cái không gian rất là đẹp luôn, toàn màu đỏ luôn. Từ bên ngoài thì khi mà các bạn bước vào đây là các bạn sẽ bị kiểu thu hút mọi ánh nhìn với cái không gian này rồi. Và đã gọi hai món, đầu tiên đó là món xíu mại bào ngư, và món thứ hai đó chính là bò nướng sốt kem hắc tùng lộ. Bây giờ bà sẽ thưởng thức cái món bò nướng sốt kem hắc tùng lộ trước. Những cái món ở đây đầu tiên khi mà nhìn ở bên ngoài á, đó chính là được trang trí rất là đẹp và rất là bắt mắt. Khi mang ra thì rất là thơm luôn. Và hồi nãy thì theo một thông tin bà được biết thì những cái món ăn ở đây được chế biến bởi đầu bếp Eric Vũ, hay là đầu bếp Vũ Nhất Thông, một trong những đầu bếp cũng khá là nổi tiếng ở Sài Gòn. Bây giờ chưa có chấm cái sốt kem này, ăn không. Cái thói quen của bà là như vậy, ăn trước không có chấm sốt để xem cái hương vị nó sẽ như thế nào. Phần thịt bò mềm, rất là ngọt, được nướng cháy xém bên ngoài thôi, vẫn giữ được cái mềm, cái ngọt thịt ở bên trong. Bây giờ thì mình sẽ chấm sốt các bạn nhé. Phần sốt kem thơm, béo nhẹ, nó không làm lấn át quá nhiều cái vị bò, vẫn giữ được cái thơm, cái ngọt thịt của bò. Bây giờ thì bà sẽ cho một ít sa tế và nước tương được khuấy đều lên. Phần xíu mại rất là ngọt thịt. Cái nước chấm rất là ngon, nước tương sa tế rất là vừa vị, cái phần bào ngư ở trên dai dai và rất là ngọt. Và bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ cùng đi tiếp để khám phá thêm những cái món ngon đang đợi mình ở phía trong kia. Và sau khi mình đã thưởng thức món Hoa thì bây giờ Bảo quyết định là sẽ tìm một cái món gì đó Việt Nam để ăn. Chắc có lẽ là bây giờ mình ăn vặt đi ha, món Việt Nam như ăn vặt. Ở phía sau lưng Bảo thì có những cái món ăn vặt như là bánh tráng nướng nè, rồi bên này thì có cà na và xoài. Nhìn cái thau cà na và thau xoài kiểu phải nuốt nước miếng ở cực luôn. Rồi bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ vào đây gọi một cái phần xoài ăn đi cho nó đã ha. Chị cho em một phần cái này xoài với cốc ăn chung được không? Dạ, cho em một phần. Và bà đã chọn một cái gốc kế một cái mai rất là to. Theo bà thấy đó thì nếu mà bạn nào ở Sài Gòn mà kiểu mà ăn Tết chưa đã đó thì các bạn có thể tới lễ hội Tết Nguyên Tiêu này. Ở đây thì bà thấy rằng là vẫn còn tràn ngập sắc xuân luôn. Cụ thể là giống như ở đây nè, có nguyên một cây mai rất là to luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ thưởng cái món mà Bảo vừa mua ở đằng kia. Đó chính là một cái ly xoài và cốc lắc. Một cái món ăn phải nói rằng là rất là quen thuộc với nhiều bạn trẻ ở Sài Gòn, có mặt khắp nơi. Nhưng bà thấy rằng đây sẽ là một cái món kiểu mà nó đơn giản nhưng mà lại rất là hấp dẫn luôn đó các bạn.
một chút mắm kẹo ha, rồi thêm một chút muối nữa, lắc đều lên, mình ăn chung với xoài chua chua ngọt ngọt hoặc là cốc chua chua ngọt ngọt. Bảo nghĩ rằng là nếu mà bạn nào đang xem video này mà coi tới khúc này là cũng là hơi bắt đầu tứa tứa nước miếng rồi đó. Thưởng thức luôn nha. Trời ơi, cốc giòn này ha, nước mắm ngọt ngọt, thêm một chút muối nữa, nhưng mà các bạn nó hơi mặn tại vì cái ly nó khá là nhỏ, và lúc nãy thì chị cho cái phần muối lên bên trên hơi nhiều nên nó hơi mặn. Còn nghĩa là nếu mà các bạn trộn đều nó lại thì ăn sẽ vừa hơn. Rút kinh nghiệm lúc nãy ăn miếng bên dưới cho nó đỡ mặn. Đây là xoài. Thường để làm những cái món này thì người ta sẽ không có chọn cái loại xoài quá ngọt đâu, mà sẽ là cái loại xoài nửa chín nửa sống, giòn giòn, chua chua ngọt ngọt. Xoài các bạn ok hơn, chua chua ngọt ngọt, giòn giòn, thêm một chút mắm đường nữa, một ít muối tôm. Wow, rất là đã. Theo thấy giá 30.000 là mức giá hơi cao hơn một xíu so với những cái quán xoài lắc hay cốc lắc bọn hay ăn ở bên ngoài, nhưng mà chất lượng thì ok nha. Còn bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi tìm những cái món ngon ở trong lễ hội ẩm thực này để ăn tiếp các bạn nhé. Đi thôi. Và theo Bảo thấy trong không gian ẩm thực văn hóa Việt Hoa này thì các món Việt sẽ chiếm cái số lượng nhiều hơn so với các món Hoa. Ở đây thì có thêm bò kho phá lấu súp cua, ở bên này thì có gỏi cuốn, bì cuốn nữa. Nói chung là nhìn rất là hấp dẫn. Về mức giá thì theo Bảo đánh giá nó sẽ không thấp hơn so với khi các bạn ăn ở ngoài, nhưng mà nhìn những cái món ở trong này thì thật sự là nó rất là đầy đủ và rất là hấp dẫn luôn. Nhìn phá lấu rất là ngon luôn á. Bên này thì có gỏi cuốn, bì cuốn, nhìn cũng rất là đã nữa. Ở đây là mình mấy cái món này mình có tất cả bao nhiêu món? Đây 5 món, đây là bảng giá là còn dạ. 6-7 món rồi đó. À, đồng giá là từ 15 tới 20 ngàn hết. Đúng rồi. Dạ rồi. Cho con một ly xin xăm phải không? Dạ, xin xăm. Rồi. Dạ rồi, con cảm ơn cô. Wow. Phải nói rằng là trời nóng thì những món uống sẽ là những cái món mà các bạn cảm thấy là nó ngon nhất. Một cái ly hộp é và xương sâm, xương sáo, có giá là 20.000, khá là to. Cái chỗ mà bà đang ngồi ở đây thì sẽ là một dãy những cái ghế để vào mỗi buổi tối thì ở phía trên kia. Hiện tại là mấy bạn nhỏ chạy lên trên đó chơi thôi. Nhưng một chút xíu nữa đó thì sẽ có những cái màn như là trình diễn ẩm thực nè, rồi múa lân nè, rồi xiếc nữa, và cũng như là giao lưu với khán giả, rất là vui luôn. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn có thể xem cái lịch biểu diễn của những cái chương trình ở đây để các bạn có thể nắm bắt. Mình đến đây mình có thể vừa đi tham quan nè, vừa ăn những cái món ngon, và đặc biệt là sẽ có những cái chương trình để mình theo dõi hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Ở đây thì chỉ mất phí đầu tiên là vào sẽ là phí gửi xe. Sau đó thì mình vào đây mình tham quan, mình muốn ăn món gì ăn, muốn uống món gì uống, muốn mua cái gì mua, không có mất phí vé vào cổng nữa các bạn nhé. Bảo nghĩ rằng đó cũng là một cái ưu điểm của cái lễ hội ẩm thực này. Và ở đây thì ngoài những cái món ăn thì trong cái không gian ẩm thực này thì cũng có những cái mặt hàng tiêu dùng mua sắm này các bạn cũng có thể lựa chọn nữa. Từ nãy giờ thì Bảo đã ăn khá món Việt rồi. Bây giờ mình sẽ tìm lại một cái gian hàng bán những cái món Hoa để thưởng thức. Nhắc đến món Hoa thì Bảo nghĩ rằng là nhiều bạn sẽ nghĩ ra ngay trong đầu là dim sum hay là điểm sắm. Bây giờ thì Bảo sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái chỗ bán điểm sắm từ nãy giờ thấy từ lúc đi vô rồi rất là đông luôn. Lại đã xem hấp dẫn như thế nào mà nhiều người mua đến như vậy nhá. Đi thôi. May quá, lúc này đây thì không đông cho lắm, mình sẽ tranh thủ order luôn các bạn nhé. Em ơi, cho anh hỏi thăm ở đây thì mình có, ví dụ mình muốn lựa món là mình sẽ xem ở đây luôn hay sao? Dạ đúng rồi, em có tổng cộng 9 món được treo ở phía đây rồi. Ở đây thì món nào mà thực khách yêu thích nhất, đáng thử nhất khi mà lần đầu tới? Dạ mọi người thường thử càng cua bách hoa, há cảo tôm tươi rồi. Càng cua bách hoa và há cảo tôm tươi. Dạ đúng rồi. Ok, cho anh hai món đó luôn nha. Dạ. Cái chỗ mà bà đang đứng thì có tên là Việt Long Môn các bạn nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chờ ra món và thưởng thức thôi. Và bạn thấy hầu hết đó, những cái gian hàng bán những cái món ăn ở đây thì sẽ không có cái chỗ ngồi lại riêng cho các bạn, mà sẽ có những cái dãy, những cái chỗ ngồi chung thôi. Giống như lúc này bạn đang ngồi ở đây sẽ là một cái dãy bàn được nằm ở giữa, những cái bàn tròn như thế này, và nhiều gia đình sẽ ngồi chung với nhau, hoặc là mình đi ít người thì cũng vậy, sẽ ngồi chung lại với nhau trong một cái bàn như thế này. Cái lý do mà để bạn thưởng thức cái
cái quán có tên là Việt Long Môn này là tại vì từ lúc mở đi vô thì có thấy là hầu như là bàn nào thì cũng sẽ có mua cái món này hết. Thử xem nó ngon như thế nào mà người ta lại ăn nhiều như vậy. Cái này sẽ là càng cua bách hoa các bạn nhé. Đây, đây sẽ là càng cua bách hoa. Sẽ có thêm một cái chén nước chấm riêng nữa nè. Cái chén nước chấm được đặt trong một cái hũ nhựa nhỏ, cũng khá là chắc chắn. Và bên này sẽ là cái phần há cảo tôm tươi. Đây, sẽ có 4 viên há cảo tôm tươi. Rất là thơm. Đây. Chấm vào đây. Wow. Đặc sắc của tối nay, quy tụ các tiết mục đặc biệt Chương Bắc Giới 2022, không gian văn hóa ẩm thực Việt Hoa. Chương trình chúng tôi chỉ có chút nữa thôi sẽ được làm để phục vụ quý vị. Ở bên trong thì sẽ là cái phần càng cua. Bọc ở bên ngoài sẽ là một cái lớp tôm tươi rất là dày. Bên ngoài cùng thì sẽ được chiên vàng giòn lên. Và chấm cùng cái phần đó là tương xí muội. Món này có giá là 48.000. Và bạn thấy là hầu như là tất cả các món ở đây thì đều có giá là đồng giá 48.000 hết. Bây giờ thì mình sẽ thưởng thức lên một cái món tiếp theo. Đó chính là cái phần há cảo tôm tươi. Cái này thì các bạn phải pha nước chấm các bạn nhé. Sẽ lấy nước tương và sa tế pha lại với nhau. Wow. Phần nhân ở bên trong rất là ngon luôn. Vẫn là cái phần tôm tươi, được nêm một chút gia vị ở bên trong đó. Ở bên ngoài là cái phần lớp bột há cảo rất là mỏng và chấm cùng cái phần nước tương và sa tế rất là thơm và cay các bạn nhé. Và lưu ý là cái sa tế này cay thật á, nhưng mà nó rất là thơm. Wow. Đúng thật là khi mà đi vào cái không gian ẩm thực Việt Hoa ở lễ hội Tết Nguyên Tiêu năm 2022 này thì bọn nghĩ rằng là có rất là nhiều những gian hàng bán món Việt và món Hoa. Các bạn nên thử Việt một món và Hoa một món, cái nào nó cũng ngon hết. Và bọn nghĩ rằng là cái quán bọn mới vừa thử có tên là Việt Long Môn thì sẽ là một cái nơi bán những cái món Hoa rất ngon và rất đáng thử ở trong cái lễ hội ẩm thực này các bạn nha. Bảo nghĩ rằng là cái không gian ẩm thực Việt Hoa sẽ là một cái nơi rất đáng để các bạn có thể đến thưởng thức vào cái dịp Tết Nguyên Tiêu này. Cái lễ hội này sẽ được diễn ra từ ngày 11 tháng 2 và kết thúc vào ngày 20 tháng 2 các bạn nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những món ngon tiếp theo nha. Bye bye.